hai hôm nay không có làm clip cho các chị nha. Thì hiện giờ có cái ca đặc biệt thì bác sĩ Ngọc làm clip cho các chị. Cô bệnh nhân của tôi đang nằm trên giường chuẩn bị tầm soát á, là cổ là ung thư tuyến vú giai đoạn 1A đã mổ năm 2018. 1A là rất là sớm luôn, rất là may mắn cho cổ phát hiện được ở 1A. Rồi lúc đó cái bướu của em nó to bằng từng nào? Nó tới út em rờ thấy không hay nhờ siêu âm mới thấy? Em rờ thấy. Cái của cổ của nó bằng đầu ngón tay út hả? Bằng hột bắp không? Nhưng mà lúc mổ thì hình như to hơn. Còn lúc mà phát hiện thì nhỏ lắm. Bác sĩ sờ cũng khó thấy luôn đó. Rồi bác sĩ mới hỏi tại sao phát hiện hay vậy. Nhưng mà lúc tắm á. Thì hên là cái bướu cổ nó nằm ở gần da nha các bạn. Mô tuyến vú nó có chiều dày, nó có một cái chiều dày mô tuyến vú, chiều dày trước sau. Nếu một cái bướu nhỏ mà nó nằm ở sát da thì mới rờ được lúc nó nhỏ. Còn một cái bướu nhỏ mà nằm sâu, nằm sát thành ngực thì không cách gì các bạn thấy được hết, mà cảm nhận được hết, mà lúc đó chỉ có phương tiện chẩn đoán hình ảnh thôi. Cũng may là cái vị trí của cổ là cái bướu nông cho nên cũng dễ thấy lúc nó nhỏ. Cho nên là các bạn là nếu mà mình lăn tăn tuyến vú của mình á, mình bắt đầu ngoài 40 tuổi, ngoài 35 mà mình muốn kiểm tra á, đừng có đợi là rờ thấy. Tại vì lỡ cái bướu của mình đã nằm nó sâu sát thành ngực á, là mình không có rờ được đâu, không có ai cũng may mắn như cô này. Cái may mắn thứ hai của cổ là cái kết quả giải phẫu bệnh sau mổ của cổ là khá là thuận lợi. Chị Hạnh cho em mượn cái phiếu giải phẫu bệnh. Đây là sau mổ thì bệnh viện Ung bướu cấp cho mình cái phiếu xanh ha. Là 1A mà cổ đã mổ năm 2018 thì tới giờ cổ đến gặp bác sĩ Ngọc để cổ nhờ bác sĩ Ngọc và giải thích dùm cái phiếu xuất viện, bởi vì người ta cấp cho mình mà cổ không hiểu. Tức là bệnh của các chị hiểu không? Mà được điều trị xong rồi các chị cũng không có được giải thích là nó là cái gì. Bác sĩ biểu vậy thì làm thôi mà mình không có được giải thích. Nhiều người lắm chứ không phải một chị này, thì sẵn cái ca này thì bác sĩ Ngọc giải thích thì cái trường hợp của chị nó thuận lợi ở chỗ này ha. Trường hợp cô này là thuận lợi. Thứ nhất á là cổ phát hiện rất sớm là giai đoạn 1A. Cái thứ hai á là sắp xếp là GRAD 2. Tức là GRAD á, trong cái phiếu mấy chị mà ung thư vú mổ rồi có cái phiếu xanh xanh này mình mở ra mình kiểm nè. GRAD tức là độ ác. Nó có 3 độ, 1, 2, 3. Độ 1 á là ác thấp, độ 2 là trung bình và độ 3 là độ ác mạnh á, ác nhiều á thì cổ là trung bình. Đương nhiên nếu mà RAD 1 thì tốt hơn, nhưng mà RAD 2 thì cũng ổn. Rồi cái nữa là thụ thể estrogen và progesterone, tức là các bạn coi là RBR của mình á là dương tính 3 cộng là cực kỳ có lợi luôn, tại vì mình có được một cái vũ khí ngừa tái phát là thuốc kháng nội tiết tố. Như cô này là cổ đang uống Novadex, tùy trường hợp có người thì Tamiflu thì Novadex á, chứ là tên thương mại khác của Tamiflu. Rồi là cái đó kháng nội tiết tố là không có cho nội tiết tố. Estrogen nó tác động lên buồng trứng, nó gây tái phát. Và ở đây bác sĩ Ngọc cũng rất là thường dùng cái Tamiflu cho bệnh nhân thay đổi sợi bọc, tại vì nó cùng một cơ chế là không cho estrogen tác động vô cái tuyến vú. Và cái bướu cô này là cái bướu nhạy cảm với estrogen cho nên phải cho kháng estrogen. Có những người không có thụ thể RBR dương tính mạnh như cô này là mình không có được uống estrogen, là mình không có một cái vũ khí ngừa tái phát, là khá là bất lợi nha các bạn. Là cô này cũng có thuận lợi thứ hai. Rồi cái thuận lợi của cổ thứ ba là Ertunu của âm tính, là cổ không có cần điều trị sinh học phân tử. Tức là cái bướu của cổ không cần sinh học phân tử. Nếu mà phải sinh học phân tử là rất là cực, là rất là mắc tiền. Có bảo hiểm là chi phí 22 triệu một toa, và các bạn vô tối thiểu là 18 toa. Và nhân lên giùm bác sĩ Ngọc đi, 18 toa mà 22 triệu là gần 600 triệu. Đó là có bảo hiểm nha. Không có bảo hiểm là nó hơn 1 tỷ. Mà bây giờ chị này là chị không có Ertunu cho nên chị không có bị sinh học phân tử. Bác sĩ có giải thích với chị vậy không? Dạ. Thì... Nhưng mà bác sĩ học biết không? Sau 1 năm sau là có mổ lại 1 lần nữa. Bác sĩ nói tái phát. Bác viện xong là mổ lại. Nhưng mà nói là lành tính. Mổ là lành tính. Rồi, không may mắn không? Là 1 năm sau, 1 năm sau mổ hả? Dạ, là 2018 á. Là mổ lại 1 lần nữa. Rồi đi về phân tích xong cái gì của cổ nè. Rồi cái KI67 nha các bạn, mở cái phiếu xuất viện mình KI67, tức là độ đánh giá cái sự khả năng tái phát lại thì là 10% là rất ít, 10% trở xuống là được rồi, là mức độ tái phát lại thấp là cô này có thuận lợi, là cái thứ ba của thuận lợi rồi. Rồi cho nên vì quá nhiều cái thuận lợi đó cho nên cổ mới được mổ bảo tồn nha các bạn. Bây giờ bác sĩ Ngọc không thể cho các bạn xem cái sẹo mổ bảo tồn của cổ, tại vì đăng cái đó lên TikTok 3 clip TikTok nó đã
gõ ba gậy rồi bây giờ tôi không thể comment và trả lời cho các bạn luôn. TikTok của tôi 11.000 người mà bây giờ tôi không thể nào tôi gì hết, tại vì show up cái phần của cơ thể bệnh nhân đó. Thì cái sẹo của cổ là rất là đẹp, để mô tả bằng miệng thôi. Cái sẹo của cổ ở góc 1/4 gần nách, một cái sẹo 4 đến 5 cm vậy vậy thôi à, và chỉ lấy cái phần u và cắt rộng mô tuyến xung quanh. Thì bây giờ cái tuyến vú cổ bên phải không mổ là nó 10 thì bên kia nó là 8, tức là một cái sự mất mát mô tuyến vú không có nhiều, bởi vì quá thuận lợi cổ mới được mổ bảo tồn nha các bạn. Cho nên cố gắng dùm, tôi chịu khó làm clip để cho các bạn hiểu cô này 1A và cô được mổ bảo tồn. Cái cuộc mổ bảo tồn không có mất sức khỏe và lấy mô vú không nhiều, rồi sau đó có xạ trị. Rồi sau cái cuộc mổ bảo tồn thì mình cần phải xạ trị, nhưng mà cũng được, mình tốn thêm vài tháng nữa nhưng mà mình giữ được cái vú mình thẩm mỹ. Rồi vậy bây giờ cổ mới kể cho bác sĩ Ngọc là sau 1 năm là năm 2019 là tái phát. Đi khám và bác sĩ nói là có khối u nhỏ lại gần nhú nhú, nhưng mà lúc trước đó có chích kim không? Dạ trước khi mổ lần thứ hai là vẫn làm chích kim. Chích kim ra không? Chích kim xong rồi làm cái gì nhiều kim bắn nữa. Ờ. Dạ. Mà không có lần nào ra hết hay là có ra ung thư? Rồi qua bên đó thì bác sĩ nói là bây giờ làm chụp cái gì bác MRI thì bác sĩ nói là làm tới 4 cái xét nghiệm nhưng mà chỉ có một cái siêu âm á thì ra ác tính gì đó. Thôi thì bây giờ để giống như bảo đảm thôi thì nhập viện mổ lại lần thứ hai để bác sĩ lấy rồi cái đó đem xét nghiệm đi. Rồi bắt đầu nhập viện. Rồi hiểu luôn. Tức là sau khi mà cổ tái khám siêu âm định kỳ thì siêu âm đập là di căn. Dạ. Vậy đó, nhưng mà xét nghiệm tế bào lành tính, sinh thiết lõi kim lành tính. Dạ. Em trai không nghi ung thư. Dạ. Đó, tôi có nói rồi, những cái phương tiện chỉ cần một cái nghi ung thư là bắt buộc phải đi tới cùng, từ FNA qua tới co, rồi sau đó cổ lại mổ cắt rộng luôn cái cục nữa thì ra lành tính. Rồi vậy là rất là phù hợp, bởi vì giai đoạn 1A không thể nào nó tái lại sau 1 năm. Không bao giờ, không thể nào, chỉ vì một cái siêu âm chủ quan, chỉ cần cô thấy cô này cô mổ ung thư trước cái gì, cái tổn thương sau là cứ bác sĩ là chủ quan cứ cho là di căn đi, để bệnh nhân được tới nơi tới chốn luôn, làm tới tận tình luôn, là để mà thật ra xin lỗi là không phải là chủ quan mà bác sĩ cẩn thận quá đọc như vậy để đừng bỏ sót. Thì thành thử ra bây giờ cô cũng được tận tình điều trị tới nơi tới chốn rồi, là một cái tổn thương tái phát lại của cổ thì thật sự không phải, nó chỉ là tổn thương thay đổi sợi bọc thôi chứ không phải là tái phát lại. Rồi cái điều mà tôi thắc mắc là tới giờ là sau khi cổ mổ gần 5 năm rồi đó mà cổ kích cập cái tờ giấy này cổ không hiểu và không có được giải thích, thì tôi khẳng định là đúng rồi, tại trong bệnh viện không bác sĩ nào có thời giờ nói chuyện nhiều như vậy với các bạn đâu. Rồi bây giờ sau khi tôi khám cho cái cổ của cổ xong á, thì tôi thấy có một số cái hạch ở vùng thượng đòn. Những cái hạch đó hiện giờ tôi đang nghĩ là hạch viêm. Nhưng mà bởi vì á, nếu mà từ hồi cổ mổ tới giờ là cũng gần 5 năm rồi các bạn, chứ không phải là 1 năm. Rồi một số cái hạch thì mặc dù là nghĩ là hạch viêm đó, hạch viêm là ai cũng có, nhưng mà vì nó nằm ở vùng cái vùng mà nếu bướu tái lại nó sẽ di chuyển tới đó, cho nên một lát tôi sẽ làm xét nghiệm tế bào cho cổ. Rồi vậy thì thông qua cái ca này thì các bạn cũng biết thêm được nhiều ý rồi ha. Thì nó tóm lại các bạn nào mà không hiểu không hiểu cái phiếu này, tới đây gặp bác sĩ Ngọc mà sau khi nghe clip này xong rồi cũng không thấy tự tin mình hiểu cái phiếu của mình thì tới đây gặp bác sĩ Ngọc nha. Rồi vậy thì cái những hạch trên đòn của cổ là tôi sẽ lát tôi xét nghiệm á, nhưng mà nhiều khả năng là lành nha, đừng có lo. Bác sĩ chỉ xét nghiệm để cho mình yên tâm mà bác sĩ cũng yên tâm thôi.